nắm chặt tay quá. Lâu lâu mới được nắm vậy anh. Mà em giới thiệu về mình. Em tên Hưng, em 26 tuổi. Dạ, em là một bartender. Mà em? Dạ, em tên là Khánh. Năm nay em 25 tuổi, em cũng là bartender. Chắc là hai em gặp nhau ở tại một cái bar, một cái club nào đó hay là một cái nơi bán cà phê chẳng hạn. Dạ không. Ủa, việc chốt quốc hả? Dạ, hồi xưa em nhớ lúc em còn bé là anh này ở máy ấm. Làm sao? Hai anh em ảnh ở quê vô kéo nhau đi bụi xong rồi vô đó ở. Xong rồi em là tham gia mấy cái hoạt động ở trên đó thì em mới gặp anh này. Em còn ba mẹ không? Dạ còn, nhưng mà ham chơi quá nên bỏ đi. Rồi ở rồi ba mẹ có biết là em ở trong máy ấm không? Một thời gian khoảng chừng 2 tháng mới biết được. Rồi lúc mà ba mẹ biết thì có bắt em quay dạ, trở về không? Dạ không, lúc đó thì anh hai nói là mình lên đó ở đi cũng được đi học bình thường nên thôi ở đó luôn. Vậy đó hả? Là gặp anh này là đã thích anh này rồi đúng không? Dạ không, ảnh xấu em không biết. Ủa nhưng mà lý do vì sao mà em lại vô máy ấm? Có nghĩa là em đi theo ba mẹ hay là? Dạ không, ở đó chỉ đó cho những bạn nam ở thôi. Còn tụi em những bạn nữ là được mời lên tham gia những cái chương trình hoạt động ở trên đó về công tác xã hội rồi. Hai bạn gặp nhau, ai là người có ấn tượng về người kia trước? Em đúng không? Đám của vợ em là vợ em dễ thương nhất. Nên thích từ ngay lần đầu gặp mặt. Em ấn tượng cô này là bởi vì cô này là đẹp nhất trong các bạn. Dạ đúng rồi. Còn em là nói anh này là xấu nhất trong nhóm đúng không? Dạ. Vậy thì sao hai đứa đến được với nhau? Tại vì ảnh hay lên mạng á, nhắn tin Yahoo thích em, gửi bông hồng rồi tùm lum tà lá trơn á. Em mới bắt đầu lên, mới bắt đầu nhìn. Em thấy cũng được. Tại vì ảnh hiền khô à, mà nhát nhát nữa. Ảnh thích em gần được cả năm trời rồi mới bắt đầu chính thức hẹn hò. Em dạng lắm, cứ ảnh hẹn em đi chơi cái em nắm tay ảnh, cái ảnh nhìn xung quanh cái ảnh giật tay ra ảnh nói vậy nè: em thôi em đừng nắm tay, sợ quá người ta nhìn mắc cỡ lắm. Vậy đó. Bao lâu thì mới không còn tình trạng đó? Dạ khoảng chừng gần 2 năm. Trong cái thời gian quen nhau á, tụi em có giận hờn, có chia tay lần nào? Dạ một năm chắc chia tay hơn 100 lần. Trời ơi, mà thường ai chủ động chia tay? Dạ em biết, có khi ảnh có khi em. Và giờ em kể có một lần nào mà cái lần chia tay nào mà nó khiến cho em đau buồn nhất và em khổ sở nhất? Lần nào em cũng khóc. Ôi vậy hả? Lần nào cũng đau như nhau á. Em kể cái lần đau đớn nhất của em đi. Thôi này chị ông kể khúc này đi. Dạ, tại vì em lúc đó là ảnh đang đi học với em ở ngoài. Khoảng thỉnh thoảng là một tuần em đến thăm ảnh một lần. Thì có một lần em nghe một người bạn mà học chung với ảnh ở trong đó. Bạn đó nói là tao thấy chồng đó là Ngân á, nó chở nhỏ kia đi chơi ôm nhau tình tứ lắm. Em nghe vậy em tức lắm. Cái lần đó em lên em gặp ảnh em hỏi rõ ràng. Cái ảnh cứ chối không mà. Cái em với ảnh gây nhau lớn chuyện lên. Khi sau ngày em đó em về em suy nghĩ em tức quá em chịu không nổi. Tại vì em thấy ảnh á quen lâu rồi mà kiểu lừa dối, nếu mà nói khai thiệt nhiều khi mình còn bỏ qua. Cái xong rồi ngay ngày đó em cũng không để ý là ngày 14 tháng 2 nữa. Cái khi em về nhà rồi mấy đứa em nó đi chơi, nó mới hỏi hôm nay chị không lên gặp anh Hưng này nọ. Em mới nhớ 14 tháng 2 cái em quên luôn, nhưng mà em biết ảnh đi tìm em nên em trốn, em không muốn gặp. Rồi bao lâu thì cưới? Dạ tụi em quen được 7 năm, sau cái 7 năm thì tụi em chia tay thêm được 1 năm nữa là gần 8 năm. Cái rồi cái tụi em 3 tháng sau tụi em quen lại tụi em cưới. Có nghĩa là 7 năm 3 tháng trọn vẹn đúng không? Dạ. Rồi trong cái 1 năm chia tay nhau đó thì Mạnh Ai nó có người yêu hay sao? Dạ có, em thấy anh quen nhiều người lắm. Em cũng có người yêu nữa. Nhưng mà em không biết sao em quen được thời gian ấy, em thấy em nhớ anh lắm. Ngày nào em cũng nhắn tin gọi điện á. Em gọi điện anh không bao giờ anh bắt máy á. Anh kêu em đừng nhắn tin làm phiền anh nữa, giờ mỗi người có cuộc sống riêng rồi em. Anh lạnh lùng với em lắm kìa. Rồi cuối cùng làm sao mà anh quay lại? Dạ cuối cùng á là bạn thân của ảnh á qua nhà anh ngủ với anh bị sốt, cái nhắn tin cho em. Khi em chạy vào bển em thấy ảnh sốt á, nằm một đống không ai lo á, mà người nổi hồ hột đã đỏ quá trời luôn. Em nghi là bị sốt xuất huyết á. Khi em mới kêu anh bạn của em với ảnh á chở anh vô bệnh viện. Ngày nào em cũng vô em mua đồ anh ăn, em chăm sóc ảnh á. Khi em năn nỉ anh quay lại anh không chịu. Em buồn lắm, thiệt là lúc đó tự nhiên em không biết sao, em thương anh lắm, chịu không nổi. À, sao lý do gì thì sau đó thì lại chủ động? Dạ, cái thời gian em quen nhiều bạn gái quá. Nhưng lúc em bệnh á thì lại không có ai tới thăm hết á. Thì lúc đó thì em suy nghĩ có mình vợ em tới à, mua đồ ăn rồi chăm sóc em. Cái em suy nghĩ lại,
gọi điện cho vợ em, anh muốn quay lại. Xong hai đứa em bắt đầu quen lại thì mới bắt đầu lên lịch cưới. Thì gia đình em không đồng ý, gia đình anh cũng không đồng ý. Thì ba mẹ anh mới nói là tụi em muốn cưới tụi bay tự cưới đi. Cái gia đình em thì nói em là em còn nhỏ, không có chững chạc á. Ba hồi quen người này, bốn hồi quen người khác, rồi giờ đầu quen lại nên gia đình không chấp nhận. Hai đứa em lột vàng đi bán, mượn tiền bạn bè đồ này nọ, cái tụi em làm. Coi như tụi em bằng mọi giá là phải đến được với nhau. Dạ. Chỉ qua một sự cố thôi, chị thấy bao nhiêu cặp như vậy rồi. Có nghĩa là qua một cái sự cố gì đó thì mới sáng mắt ra là ờ đó, bên cạnh mình á chỉ có vợ thôi. Khi mà anh khỏe khoắn anh thế này nọ thế kia, anh tha hồ bao nhiêu em út đến với anh. Nhưng mà khi mà anh gục ngã xuống á, hoặc là anh sạc nghiệp, hoặc là anh bệnh thừa sống thiếu chết, thì lúc đó chỉ cái người con gái nào mà yêu anh nhất thì mới xuất hiện. Rồi sau lấy sau rồi có chung thủy không? Dạ không. Trời đó, chết quớt vậy trời. Nghĩa yêu nhau 7 năm trời. Trải qua bao nhiêu biến cố rồi. Đó rồi bây vừa giờ, qua hết, bán vừa vàng, bán vòng, bán hết. À rồi, sống với nhau rồi giờ cuối cùng. Đó là điều em bị sốc nhất. Tại cưới nhau 7 tháng, ngoại tình 4 tháng. Trời ơi, bây giờ tụi em đang lấy nhau bao lâu rồi? Dạ gần 2 năm. Yêu nhau 7 năm, lấy nhau 7 tháng. 7 tháng, ông này ngoại tình 4 tháng bao nhiêu cô? Có một cô đó 4 tháng. Ủa mà sao em biết? Sau khi cưới á, là bắt đầu tụi em đi làm cài để trả nợ. Thì lúc đó em làm việc chăm chỉ lắm. Tới ngày ốp em không bao giờ ốp á. Anh này tới ngày ốp thì cứ ốp. Đi đâu em cũng không biết, nhưng mà cứ đúng giờ là lại rước em về thôi. Thì em không có để ý. Với lại ảnh xài điện thoại á, ở nhà anh không mở xài 3G wifi gì hết trơn á. Rồi số điện thoại cũng không ai nhắn tin gọi điện, cho nên em cứ nghĩ là chồng em trong sáng trong sạch lắm. Cái khoảng được gần 4 tháng đó em cũng không để ý chồng em khác gì, chỉ thấy hay mua, hay đem quà về, hay đem áo quần mới về. Xong rồi em mới hỏi thì ảnh mới nói là anh có fan hâm mộ, hâm mộ anh nên tặng quà cho anh. Anh hay làm ẩu thuật á thì có mấy cái bạn gái lên ngồi ngay cái quầy bar thích thì hay tặng quà cho ảnh hay vậy đó, hay mua đồ cho ảnh ăn. Em nghĩ cũng bình thường thôi. Cái một ngày nào em ốp, cái ảnh chở em qua chỗ tiệm của ảnh chơi. Ở là em lên chở anh ai chọc em trơn á, coi chừng hồi nhỏ kia lên hơn. Em nghe vậy nhưng mà em nghi, tại em thấy quen nhau lâu rồi cưới nhau nữa, em nghĩ ảnh chắc không làm vậy đâu. Em muốn tỉnh, em tỉnh lắm, em bình thường em ngồi chơi vui vẻ lắm. Cái em mượn điện thoại của ảnh, thì cái điện thoại của ảnh em đang coi phim, cái có tin nhắn trên Viber mà không có lưu tên. Cái hiện lên anh đang làm gì đó, hôm nay anh đi làm có mệt không, rồi đại loại là nhắn tin là kiểu tình cảm lắm. Nhưng mà em cũng tỉnh lắm, em cũng không thèm coi, em tắt đi, em coi phim tiếp. Em coi hết tập phim đó xong em mới mở ra. Cái xong mà em giả ảnh, em nhắn quá trời, em hỏi một hồi ra hết trơn luôn. Quen 7 tháng hay đi chơi ở trên chỗ làm của ảnh, ai cũng biết cái chị đó, ngày nào cũng lên ngồi ngay chỗ quầy bar để nói chuyện chơi với ảnh này nọ. Rồi xong cuối cùng thì em xử lý chuyện đó như thế nào? Dạ em cũng bình thường lắm chị, em không có muốn chồng em mất mặt với bạn bè. Rồi cái xong lên xe ra về của em im, em đợi ảnh coi có muốn gì nói gì với em không. Ảnh im ru, ảnh về vô đánh răng rửa mặt thay đồ lên giường chùm mình lại, ngủ đi em, bắt đèn đi ngủ đi em, như không chuyện gì xảy ra, ngày mai bình minh vẫn sáng vậy đó. Cái em á khều khều, anh có chuyện gì muốn nói với em không? Anh kêu chuyện gì? Ngủ đi quê rồi. Em ức quá em khóc, tại vì em biết hết trơn rồi mà ảnh còn không chịu nói nữa. Cái em kéo vali ra, em bỏ đồ vô, cái ảnh giật lại. Lý do gì sao mà em lại ngoại tình như vậy? Dạ, chắc là vì ham của lại quá. Nhưng mà cái đó em thừa nhận là cái người đó là em có quen với người ta đúng không? Có quen thôi, chỉ là chở đi chơi ăn thôi à, không có gì hết. Mới chỉ là bạn bè thôi sao? Đúng đó rồi. Đó là trong mối quan hệ rộng rãi của mình thôi đúng không? Dạ. Nhưng mà có sâu sao? Không? Chắc sao? Nó không sâu đâu anh. Rồi cái bạn kia có biết em có gia đình không? Dạ, khoảng chừng 2 tháng mới biết. Bây giờ còn không? Dạ không. Rồi sau khi mà vợ em biết thì em xử lý như thế nào? Vợ em biết xong rồi cô ấy cũng biết. Sao nhưng cô ấy vẫn muốn quen tiếp. Cái thời gian cái tự nhiên em cũng chán, chán cổ. Nhưng mà em lại không chán vợ em. Trời đúng rồi. Cái em kiếm đủ loại cách mà để chia tay cái cô ấy. Nhưng cô ấy lên trên quán bar thì em không có làm. Em chạy dưới bếp em ngồi kêu thằng khác lên làm. Cái ngồi lâu quá không thấy em thì cô ấy về. Cứ lên kiếm quầy đó. Cái trước khi chia tay tặng quà em cái nữa, coi em có thay đổi nữa không. Cái không có. Cái sau 3 tháng cô ấy về qua thì nhắn tin cho em, nói thôi mình chia tay nha. Trời ơi, em mừng quá trời.
Mừng thiệt á, thấy cái chân vậy nè. Mừng quá trời, tới giờ này còn mừng á. Trời, tưởng có đi theo em nó chết luôn. Mất công vợ em lại vác vali về nữa. Tội nghiệp em. Trời, sao chồng em yếu đuối quá à. Thiệt á, ngày nào thích mình cái thích lại vậy đó. Sao chuyện đó cho tới giờ còn dạ không. Còn có tật trăng hoa nữa không? Dạ không. Tại vì em nghĩ nếu mà đánh ghen thì không đánh ghen được. Tại vì ảnh cũng là người chủ động, cũng đi với người ta nữa. Nên mình nói là phải nói ảnh trước. Em muốn để cho ảnh tự giải quyết chuyện đó. Anh phải tự giác ra chứ. Em không muốn làm lớn chuyện gì hết á. Nhưng mà bây giờ tụi em có con chưa? Dạ rồi. À dạ, cháu được mấy tuổi rồi? Dạ mới được 7 tháng. Nhưng mà nếu mà quen nhau lâu vậy rồi á, lấy nhau xong rồi chắc cũng không có gì thất vọng gì nhau đâu ha. Chỉ ngoài cái chuyện mà ngoại tình thôi. Ngoài chuyện đó ra còn chuyện gì khiến em em bực bội lắm. Anh này nhìn ảnh vậy thôi, ai em tưởng em ăn hiếp ảnh thôi. Em lành lành ăn hiếp ảnh chứ không có. Anh tàn hiếp em không à. Vậy à? Cái gì ảnh không được là ảnh giận, là ảnh chửi bậy lắm. Anh chửi đầu anh cổ em không à. Trời ơi, vậy hả?